Rồi xin chào các bạn và mọi người á. Thì hôm nay mình đang ở này Kiên Lương anh em ơi. Cái này hình như là Giang Hành Kiên Giang nha các bạn. Thì sáng giờ mới xuống tới đây đó các bạn. Cái này cũng 12 giờ anh em. Đây có hai con 3D. Ủa, đây có một con 3D với con máy bình tốc độ các bạn. Ở đây thì hôm nay mình đi quay cánh này lại là như là quay lại cho anh em coi những chiếc máy bình nha. Thì mấy chiếc này cũng lâu lắm rồi mình cũng có quay em ảnh các bạn. Thì hôm nay cắt ở đây là tới cái này qua cầu Đung Lớn là đây là mình chạy đường đó. Hồi nãy mình tính không có đường, không có quay được của các bạn tại nãy cái đám gãy đi ngang này. Sợ người ta la nữa tại vì nguyên cái vườn các bạn. Thì thấy định vị thì gãy đi đường này thì chạy đại vô á. Sợ người ta la nãy tôi không vô đó anh em ơi. Rồi. Con này là máy này 70G binh lên 70 nút nha anh em. Con này tốc độ lại luôn ngang là 1 giờ hơn 10 công các bạn ơi, rất là dữ dằn. Phụ ly tắc mốt cặp bánh chính nha anh em. Thì rất là ghê. Rồi, anh em này quay mạnh cũng lâu rồi. Mai mới gặp lại các bạn ơi. Rồi, mình kéo chị rồi nha anh em. Ở đây thì đang chạy với con Yamaha 3D các bạn ơi. Rồi con này là chạy chung với Yamaha 3D nha anh em. Rồi ông này lúa Nhật các bạn ơi. Rồi quá anh em, lúa Nhật chạy như lúa ngang các bạn. Dữ. Có chiếc máy kéo đằng đầu này các bạn. Thì nó chạy lên đây không đó nha các bạn. Đây kéo ra một đường qua sáng đi vô luôn các bạn. Đây không anh em. Hai con này là 70, con bên kia là 70, con bên đây là 3 giới tính anh em và đây á. Thì ở đây nước sập xếp các bạn. Rồi anh chạy lúa sập kìa các bạn ơi. Lúa Nhật sập bên cây luôn anh em ơi. Quá dữ. Chạy rất là nhanh nha các bạn, kiểu Nhật kìa. Hỏi lúa Nhật mà sập chạy kìa, ghê không? Chỉ việc chưa? Con này thì chỉ có hàng 70 thôi nha anh em. Còn 3D mới chạy hàng 95, quá nhanh anh em, tốc độ quá ghê. Trời ơi, hồi nãy bỏ dép mình lội vô quay các bạn căng cảnh rồi, đã lắm nha anh em, mấy con này đi kìa các bạn ơi. Đó, bên kia là 3D. Hai anh chạy hai bên các bạn, bên anh sập hết nha anh em. Đúng là ghê luôn anh em. Đủ như không bựa luôn các bạn ơi. Ghê quá.
thì mấy chiếc máy này mình để mình quay cho có ấy, mình quay chi tiết các bạn coi, tại mình có quay con này rồi, cũng quay chi tiết các bạn rồi, anh em nào mà cần thiết thì coi lại ha. Này mình rất là ghê, này 70 là làm sơn hết vào sườn bọng làm lại hết nha anh em, mới chát luôn như 70 lút vậy đó anh em, đó dán tem 70 lút cho anh em luôn. Màu quá không quay ảnh mà anh thấy ghê vậy, toàn nó phóng nha anh em, quạt của này đúng đúng nghe là chạy tiết hầu là 90 công đó anh em, còn nghe nó dễ chạy là hơn 10 công đó các bạn, 70 mà anh em mới chạy 10 công đó anh em, phải không? Bắt giữ nha. Rồi, đồng tên này là 2.3 nha anh em, tầm 8 là điện của vô luôn á, máy cắt là dòng 60 trở lên rồi. Đời của ta là con học vô hết các bạn ơi. Máy cài hình như có 6040 không có chục vô thôi, 7040 nhưng không có chục vô luôn anh em. Rồi đang chiến lũ ngã áo bầm qua các bạn. Cái gì anh em?